Năm 19 tuổi, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến con cô Thủy ở Đức Hòa, Long An bị di chứng co giật động kinh và phải từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Gần 15 năm cùng con chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng bệnh chẳng mấy cải thiện. Trung bình cứ mỗi tháng lại bị co giật 2-3 lần, thậm chí có những lần con té ngã chấn thương đầu, phải nằm viện hàng tháng trời. Nhưng từ khi sử dụng cốm Egaruta đến nay đã hơn 8 tháng, con cô chỉ bị co giật đúng một lần, sức khỏe cũng được cải thiện tốt hơn nhiều. Vậy hãy cùng lắng nghe chia sẻ của cô Thủy ngay sau đây. Chào cô Thủy ạ, cháu ở bên sản phẩm cốm Egaruta ạ. Cháu gọi điện lại để hỏi thăm không biết là bạn nhà mình còn sử dụng Egaruta không ạ? Còn em. À dạ, bây giờ bạn ấy đang duy trì với liều mấy gói một ngày vậy ạ? Uống ngày 4 gói rồi. Dạ vâng, cô ơi, tình hình sức khỏe của bạn nhà mình dạo gần đây thế nào rồi cô? Không có bị nữa con. À, cái đợt đó là nó uống 6 tháng nó bị con lần thôi. Rồi tới bữa nay luôn là uống rồi từ tháng 8 á. Nó thành ra là trong mấy tháng mà nó bị con lần. Thấy nó cũng hay. Chứ mỗi lần con biết uống thuốc tây nó vẫn bị thường ha. Vâng. Cô ơi, trước đây cơn của bạn ấy là có dày không hả cô? Một tuần có khi 2 lần nữa con. Trung bình là một tháng 2 lần. Rồi có khi ví dụ như nó mất ngủ một cái là có thể là nó bị 2 lần một tuần không chừng. Bạn ấy bị động kinh là lâu chưa hả cô? Bị nay chắc khoảng chắc có 10 năm rồi đó con. Tại vì nó bị xe đụng mới bị chứ đâu phải tự nhiên. Trước đây con mà bị dày như thế thì bạn ấy có đi làm được ở đâu không cô? Không con, nó từ hồi nào giờ cô đâu dám cho đi làm. Bị như vậy tụi ô làm rủi đá chết rồi đâu con. Ở nhà đây mà bây giờ cô vẫn còn canh, cô đâu có dám buông nó đâu. Vâng. Cô giờ con biết không, cô không có đi đâu luôn á. Cô ở cô nấu cho nó ăn, cô canh nó không luôn á. Đôi khi bạn ấy cũng cảm thấy tủi thân ấy, hoặc là cảm thấy mặc cảm với cô ạ. Đó là hồi đó là, là tính là học hành đi chuyển theo cô nè, cô cũng đang bán thuốc ở nhà mà. Cô cũng là dược sĩ hả cô? Cô y sĩ, cô nhà cô cũng khám bệnh cái thuốc ở nhà nè, cô mà cô còn phải bó tay. Vâng, cô ơi, từ ngày mà sử dụng cái Egaruta đến giờ là đến nay là 7 tháng mới bị có một cơn lặp lại thôi ạ. Phải nói là nó hay, nhưng mà uống sao uống hoài luôn vậy. Vâng. Chứ đầu dám giảm không, cũng ngày 4 gói. Cái cốm Egaruta thì sản phẩm từ thảo dược nên sử dụng dài ngày cũng rất là an toàn cô ạ. Cháu thấy trường hợp của bạn này đáp ứng khá là tốt với sản phẩm đấy cô ạ. Nhưng do cơn của bạn này dày nên là trước hết là cái tần suất cơn nó đang có cái chiều hướng thuyên giảm. Trước đây như cháu thấy là một tháng bị đến tận 2 lần và bây giờ đến 6 tháng mới bị lại một lần. Thế là cơn của bạn ấy giảm khá là nhiều. Cứ uống như vậy hoài không có giảm đều đúng không con? Đúng rồi, mình cứ sử dụng duy trì không phải giảm đều đâu cô ạ. Con biết Levitas không? Nó là phải uống chung với cái đó nữa đó. Thế chứ à? Đâu phải uống ăn bù rác không, uống hai thứ. Hai cái kết hợp và đó đi xuống với bệnh viện tâm thần nó cho vậy đó. Thế cô cứ dùng kết hợp duy trì, cháu thấy là bạn ấy cũng hợp với sản phẩm nên cái đáp ứng của bạn ấy khá là tốt đấy cô ạ. Bởi vậy cô thấy cũng mừng, chứ cô cũng mua chú. Dạ vâng. Cô cũng cảm ơn nha. Chứ phải mà có cái trang nào mà ấy là cô cũng đi, cô cũng khen cho. Chứ là cô thấy con cô nó uống là có kết quả đó. Chứ hồi đó con biết cô bó tay luôn á. Nó giật riết cô không có làm ăn gì được luôn á. Ừ, từ hồi tới nay bây giờ cô vẫn phải canh nó. Nhưng mà từ hồi tháng 8 cô nói tới nay là nó giật có một cơn thôi. Thành ra cô cũng đỡ. Cô nuôi nó riết hồi nào đầu óc cô mà cô nghe cái gì mà rớt một cái là cô cũng giật mình hết trơn á. Dạ vâng, bởi vì là bây giờ bạn ấy cơn bạn ấy thưa hơn, nếu mà cô có muốn sắp xếp đi đâu đấy thì nó cũng thoải mái hơn. Nhưng mà chắc chắn là cơn nó cũng sẽ vẫn có nguy cơ bị lại và chưa thể cắt được cơn ngay cô ạ. Cô mong cho là uống mà nó đừng có tác hại nhiều thì cô cho nó uống lâu dài được chứ đâu có làm sao. Cô yên tâm, sản phẩm của cháu thì rất là an toàn và không có tác dụng phụ. Nhiều khi nó té vậy có nó bị đụng, nó bị chấn thương sọ não trở lại, cô phải đem đi nhà thương nằm nó, con phải ở nhà thương con nuôi, nó rất là khổ. Dạ. Từ hồi uống tới giờ thì mình thấy như vậy là thà con tốn tiền chứ còn không con đem nhà thương mẹ còn chết nữa. Vâng, thế cháu rồi. Gọi lại chia sẻ với cô, cháu cảm ơn cô nhé. Vâng. Rồi thôi cô cảm ơn nha. Vâng, chào cô. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bệnh động kinh và giải pháp đã giúp con cô Thủy kiểm soát cơn co giật hiệu quả, hãy gọi điện thoại hoặc liên lạc qua Zalo số 0962 620 043 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Egaruta, giải pháp thảo dược đầu tiên và duy nhất giúp hỗ trợ điều trị co giật động kinh. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng tại khoa nội thần kinh Bệnh viện Quân y 103. Kết quả cho thấy cốm Egaruta giúp giảm 98,38% cơn co giật động kinh, giảm gần 2 phút thời gian diễn ra cơn co giật.
mau chóng hồi phục vận động, giảm mệt mỏi đau đầu sau cơn, không gây bất cứ tác dụng phụ gì kể cả khi sử dụng lâu dài.